Đây là bàn thờ của mẹ Quan Âm Bồ Tát. Mẹ hương đơn giản, chỉ hương năm nay dịch Covid cũng khó khăn nên ăn Tết rất là đơn giản. Có bình bông này, có một quả bưởi này, có một cái bánh chưng này, có đĩa xôi này, có quả dưa hấu. Đây là bàn thờ mẹ nhé. Nước bịch bánh đấy, mẹ Quan Âm Bồ Tát là phục vụ được trì cho tất cả những trẻ sơ sinh ở đây là bình yên mạnh khỏe, phục vụ được trì cho cụ già, những người làm việc ở đây là mạnh khỏe bình yên sang năm mới, là sức khỏe mới rồi nhiều lộc nhiều tài. Mẹ hương chả biết cúng đâu, ông bà cúng sao mình cúng vậy đấy. Ông mua quả dưa hấu, một đĩa xôi, bánh chủ nhà cho, bánh chủ nhà cho bốn cái, một cái giò. Mẹ hương không phải mua, bác Sơn hàng xóm cho cái bánh này. Quả bưởi rồi bình bông. Bé được, con không bế được, bế em là em còn nhỏ lắm, không bế em được đâu, lọc thôi chứ.